Sản phẩm hỗ trợ săn rồng trên mạng, chuyên gia cảnh báo tiền mất tật mang. Bi kịch vô thừa nhận của người con bị trao nhầm 42 năm trước ở Hà Nội. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Vừa rồi là những tin tức chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với nhu cầu săn rồng sinh con đúng năm Giáp Thìn rất lớn, các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm săn rồng trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút được hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Bên cạnh những bài viết chia sẻ kinh nghiệm, nhiều tài khoản tranh thủ quảng cáo các sản phẩm phục vụ cho việc săn rồng, từ thuốc bổ trứng, tăng cường sinh lực nam giới cho đến sản phẩm giúp tạo môi trường để dễ thụ thai. Ngày 21 tháng 2, chị Tạ Thị Thu Trang, 50 tuổi ở quận Ba Đình, đã làm đơn kiến nghị gửi thanh tra Sở Y tế Hà Nội mong được hỗ trợ xét nghiệm ADN để tìm bố mẹ đẻ. Chị khẩn thiết cho biết mình không yêu cầu bồi thường hay khiếu nại, chỉ mong được giúp đỡ tìm người thân. Chị Trang là đứa trẻ bị trao nhầm 42 năm trước khi sự việc được tiết lộ vào năm 2016 và gây chấn động dư luận thời điểm đó. Mẹ của chị Trang là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, hiện 72 tuổi, sinh con gái tại nhà hộ sinh quận Ba Đình, Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 1974. Sau khi báo đài đồng loạt đưa tin về sự kiện trao nhầm con 42 năm trước, chị Nguyễn Thị L.A. cũng sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1974 tại nhà hộ sinh quận Ba Đình, đã đến nhận bà Hạnh là mẹ đẻ. Khuôn mặt người này được nhận xét là có nhiều nét giống với ông Tạ Văn Thân đã qua đời, chồng bà Hạnh. Sau đó, chị L.A. đưa chị Trang vào Đà Nẵng nhận bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Lê H. sinh năm 1941 và bà Ngô Kim Dê sinh năm 1947. Đôi vợ chồng già không hay biết gì, ban đầu vẫn nghĩ là nhầm lẫn, nhưng L.A. khẳng định với bà Dê rằng mình không bao giờ đưa một người lạ nào vào thay thế chỗ của gia đình, khẳng định chị Trang là con của bà Dê và sự việc bị nhầm lẫn vào năm 1974. Tin lời con gái, ông H và bà Dê nhận chị Trang là con đẻ. Tuy nhiên, sau gần 8 năm đã qua đi, chị Trang nhiều lần đặt vấn đề xét nghiệm ADN để xác minh tính huyết thống, nhưng gia đình ông H không hợp tác. Chị nghi ngờ liệu có uẩn khúc nào khiến những người chị nghĩ là bố mẹ đẻ của mình lại không chịu nhận con. Người con liên tục khẩn cầu thử ADN nhưng chỉ nhận được tin nhắn khước từ của bà Dê với nội dung "Mẹ xin lỗi con". Chị Trang cho biết nửa đời người đã trôi qua, mà chị vẫn đau đáu chưa biết mình là ai, chơi vơi giữa cuộc đời. Chị chỉ mong mỏi biết bố mẹ đẻ là ai, không vì bất kể lý do nào khác. Anh Nguyễn Trung Thành, chồng chị Trang cho biết, năm 2016, anh được cơ quan chức năng hỗ trợ tiếp cận bản chính của sổ hộ tịch mấy chục năm trước, ghi thông tin làm giấy khai sinh cho các em bé, có chữ ký của cha mẹ trẻ. Danh sách gồm 10 em bé cả nam và nữ có ngày sinh từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 1974 tại quận Ba Đình. Trong đó có chị Nguyễn Thị L.A., người đã đưa chị Trang đi gặp vợ chồng ông H, bà Dê. Trong trường hợp vợ chồng ông H không phải là bố mẹ đẻ, chị Trang cũng mong thanh tra Sở Y tế Hà Nội giúp đỡ thử ADN cùng các phụ huynh của các công dân có trong danh sách để chị có thể tìm được bố mẹ đẻ của mình. Ông Vũ Phương Đông, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị của chị Tạ Thị Thu Trang. Thanh tra Sở Y tế đã giao các bộ phận chuyên môn kiểm tra thông tin, hồ sơ vụ việc vào năm 2016. Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, đây là vấn đề dân sự theo quy định liên quan đến việc xác định cha mẹ, con cái được thực hiện tại cơ quan hộ tịch hoặc tòa án. Tuy nhiên, thanh tra Sở Y tế sẽ xác minh thông tin, mời chị Trang lên trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Trước đó, thì Sở cũng đã phối hợp với nhiều bên hỗ trợ trong vụ việc này. Ngày 10 tháng 10 năm 1974, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh sinh con gái tại nhà hộ sinh Ba Đình, nay đã thay đổi địa chỉ. Hơn một tiếng sau sinh, con gái được nằm trong vòng tay của mẹ. Bà Hạnh vẫn nhớ rõ khi nhận về thì thấy ở chân con là số 32, không trùng với số 33 ở tay bà. Gia đình bà đã đi tìm nhưng không thấy em bé nào có số 33. Khi hỏi các bác sĩ thì được giải thích là đi tắm nên bị mờ. Đây đúng là con chị. Người con khác số được bà Hạnh đưa về nhà nuôi và hết lòng yêu thương, chăm sóc. Vợ chồng bà đặt tên cho con là Tạ Thị Thu Trang. Tuy nhiên, chứng kiến con lớn mỗi ngày một khác và linh cảm của người mẹ cho bà biết Trang không phải là con ruột của mình. Trong khi đó, hàng xóm, gia đình hai bên nội ngoại cũng nhận thấy điều này nên dị nghị bà Hạnh không chung thủy với chồng. Bỏ qua tất cả sự hoài nghi, thậm chí định kiến của người ngoài, vợ chồng bà chăm sóc và yêu thương chị Trang vô bờ bến.
Năm chị Trang 20 tuổi, bà Hạnh đã nhận nhầm một người con gái và ngỡ đó là con mình. Đến năm 2016, người mẹ quyết định làm xét nghiệm ADN, gục ngã trước kết quả chị Trang không cùng dòng máu với mình. Biết sự thật, hai mẹ con bà Hạnh đều vô cùng đau khổ. 3 tháng sau, vợ chồng ông Hát đến nhận chị Trang là con. Người con gái LA cũng nhận bà Hạnh là mẹ. Câu chuyện ngỡ là kết thúc có hậu lại dẫn đến bi kịch khi vợ chồng ông Hát và chị LA nhiều năm qua không chịu làm xét nghiệm ADN. Dù vậy, chị Trang vẫn nhận ông Hát và bà Dê là cha mẹ đẻ vì khát khao có một gia đình. Nhưng khi chị khẩn cầu làm xét nghiệm ADN thì bà Dê chỉ nói mẹ sẽ thử với con, nhưng không phải lúc này. Câu nói lấp lửng và mốc thời gian không phải lúc này của bà Dê cứ thế đã kéo dài 8 năm. Với đạo nghĩa làm con, vợ chồng chị Trang vẫn qua lại giữa hai bên gia đình để chăm sóc các bố mẹ. Đổi lại, chị chỉ nhận được sự hờ hững và lạnh nhạt, tủi thân vì sự xuất hiện của mình không được bố mẹ đẻ chào đón. Cách đây 3 tháng, chị viết một lá thư gửi mẹ mình và quyết định dừng liên lạc bởi cảm thấy sự xuất hiện của mình khiến đấng sinh thành phiền lòng. Đáp lại bức thư là câu nói mẹ xin lỗi con của bà Dê. Từ một người chủ động tìm kiếm bố mẹ đẻ, chị trở nên bị động và bấp bênh trước một lời hứa xét nghiệm ADN kéo dài 8 năm. Lời hứa 8 năm này cũng khiến chị Trang day dứt bởi đôi khi chị thắc mắc liệu họ có phải là bố mẹ đẻ thực sự của chị không. Nếu không, sao lại đến nhận chị rồi lại biến cuộc sống của chị thành bi kịch. 50 tuổi, chị vẫn tìm kiếm mình là ai. Với chị Trang, nếu kết quả xét nghiệm ADN cho biết chị không phải là con của ông Hát và bà Dê, chị sẽ bắt đầu lại hành trình tìm kiếm nguồn cội của mình. Ngược lại, nếu kết quả là đúng, nhưng bố mẹ không chịu nhận với bất kể lý do nào, thì chị vẫn chấp nhận vì chỉ cần biết được người sinh ra mình, họ hàng và nguồn cội của mình. Thấy con gái đau khổ, bà Hạnh cũng ân hận đã nói ra sự thật. Bản thân bà cũng trải qua những tháng ngày dằn vặt chính mình khi người về nhận bà là mẹ được 2 tháng rồi lại cắt đứt liên lạc, không qua lại nữa. Thà cứ để như thế, không đi tìm nữa, thì có phải bây giờ mọi người đều sống hạnh phúc hay không? Kết cục của việc đi tìm kiếm người thân lại khiến tất cả trở nên đau khổ. 8 năm đã qua đi, hy vọng tìm bố mẹ đẻ cứ chợt lóe lên rồi lại vụt tắt với chị Trang. Là mẹ của 4 người con đã lên trước bà nội, chị chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng tìm kiếm cội nguồn cho các con và các cháu của mình. Đến nay, sợi dây cuối cùng của chị Trang là bản trích lục 10 gia đình có con sinh từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 1974 tại nhà hộ sinh Ba Đình. Chị biết rằng không thể bắt ép những gia đình này đi thử ADN với mình. Cũng thấu hiểu tâm trạng của họ, cuộc sống đang yên bình nên nhiều người không muốn xáo trộn. Chị Trang cũng mong cơ quan chức năng có thể giúp đỡ để có cơ hội được xét nghiệm ADN. Chị không muốn chờ đợi thêm, bởi chờ đợi có thể là 50 năm nữa thì sẽ hết một đời người. Chị Trang là đứa trẻ bị trao nhầm năm đó bật khóc, tủi hờn với khát khao muốn biết được dòng máu chảy trong cơ thể mình. Với nhu cầu săn rồng, sinh con đúng năm Giáp Thìn rất lớn, các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm săn rồng trên mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút được hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Bên cạnh những bài viết chia sẻ kinh nghiệm, nhiều tài khoản cũng tranh thủ quảng cáo các sản phẩm phục vụ cho việc săn rồng, từ thuốc bổ trứng, tăng cường sinh lực nam giới cho đến các sản phẩm giúp tạo môi trường để dễ thụ thai. Trong nhóm sinh con trai con gái rồng vàng 2024 Giáp Thìn với 367.000 thành viên, gần như trong tất cả các bài viết hỏi đáp về chia sẻ kinh nghiệm có con đều có các bình luận quảng cáo. Nhiều nội dung quảng cáo về các loại thuốc, thực phẩm chức năng giúp bồi bổ trứng cho chị em hoặc tăng cường sinh lực, tăng số lượng tinh trùng cho cánh mày râu. Điển hình như combo săn rồng vàng được một tài khoản quảng cáo bán rất chạy có giá hơn 1,5 triệu đồng. Combo này gồm có một lọ tinh chất hào giá 200.000 đồng, hộp viên uống tăng cường khả năng sinh sản, được người bán gọi là thuốc bổ tinh trùng có nguồn gốc tại Úc với giá gần 1 triệu đồng, thực phẩm chức năng giúp tăng khả năng thụ thai có giá gần 500.000 đồng. Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử cũng rất đa dạng các sản phẩm hỗ trợ giúp mang thai. Bộ sản phẩm mang thai tự nhiên cho hai vợ chồng săn rồng vàng 2024 được chào bán với mức giá 1 triệu 300.000 đồng. Theo mô tả của người bán, bộ sản phẩm này gồm có một bổ trứng Blackmore, một bổ tinh trùng Menevit 30 viên, 3 thử thai Alisa, một hộp thử trứng Ovutana 12 que, 4 gel tăng thụ thai Retech. Đáng chú ý, ngoài thực phẩm chức năng, nhiều phương pháp lạ cũng được quảng cáo giúp săn rồng thành công, như việc dùng các sản phẩm thải độc giúp tăng khả năng có thai.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thị Hương, Trung tâm Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đến hẹn lại lên, cứ tới các năm theo quan niệm là năm đẹp thì nhu cầu có con của các gia đình lại tăng vọt. Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ Hương cho biết, nhu cầu của các gia đình sinh con đúng năm Giáp Thìn là rất lớn. Nắm bắt được tâm lý nóng lòng săn rồng vàng, hàng loạt các sản phẩm được quảng cáo giúp tăng khả năng thụ thai được giao bán trên chợ mạng với mức giá rất cao. Bác sĩ Hương cảnh báo các gia đình cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, không ít các sản phẩm cũng được bày bán tràn lan trên mạng. Bởi ngoài các sản phẩm thực sự chất lượng thì không ít các sản phẩm được bày bán tràn lan trên không gian mạng không được kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc. Sau đó người dân rất dễ mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe. Các gia đình có nhu cầu mang thai cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn. Các sản phẩm hỗ trợ cho việc mang thai chỉ nên được sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Trước khi mang thai, điều quan trọng nhất mà các gia đình cần quan tâm là chuẩn bị những bước cho thai kỳ an toàn như tiêm phòng, khám sàng lọc, uống thuốc để phòng dị tật thai nhi và có cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!